Vũ khí hạt nhân một lần nữa lại gây chú ý lớn trong chính trị quốc tế, khiến thế giới vẫn phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn. Thưa quý vị, trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin nóng đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính sau đây mà chúng tôi đã tổng hợp. Mời quý vị cùng điểm qua trong mục điểm tin. Tiềm ẩn nguy cơ leo thang hạt nhân. Hiểm họa khó lường từ chạy đua vũ khí hạt nhân. Tiềm ẩn nguy cơ leo thang hạt nhân. Trong lịch sử, NATO đã từng phải đối mặt với sự lựa chọn thua trong cuộc chiến bằng vũ khí hoặc bắt đầu một cuộc trao đổi hạt nhân. Nhiều đối thủ của Mỹ cũng phải đối mặt với thách thức hiện nay, đó là họ có rất ít hy vọng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thông thường và không có hy vọng giành được chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. NATO đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề này khi lên kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh, nhưng theo cách đáp trả cuộc tấn công bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân một cách cưỡng bức. Các chi tiết trong chiến lược của NATO phát triển theo thời gian, nhưng lý do cốt lõi vẫn không đổi. NATO sẽ không cất giữ vũ khí hạt nhân của mình khi các quốc gia thành viên của mình đang bị tấn công hạt nhân, cũng như sẽ không chủ động tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào một quốc gia nào đó. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích đã chỉ trích nhiều khía cạnh trong chiến lược của NATO. Họ lập luận rằng các cuộc tấn công hạt nhân vào các mục tiêu quân sự sẽ kích hoạt sự trả đũa chống lại lực lượng NATO, do đó phủ nhận lợi thế của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng mục đích leo thang của NATO không phải là để thay đổi cán cân quân sự, mà là sử dụng cú sốc từ các cuộc tấn công hạt nhân để tạo ra nỗi sợ hãi và buộc đối thủ phải chấp nhận ngừng bắn. Chiến lược leo thang hạt nhân này không biến mất khi chiến tranh lạnh kết thúc. Trên khắp thế giới ngày nay, một số quốc gia có vũ khí hạt nhân nhận thấy mình vượt trội ở cấp độ quân sự thông thường để ngăn chặn thất bại quân sự thảm khốc. Pakistan và Triều Tiên đã áp dụng chiến lược tương tự. Ngược lại, Trung Quốc từ chối sử dụng các mối đe dọa hạt nhân để bù đắp cho sự thua kém về quân sự thông thường của mình. Bắc Kinh khẳng định sẽ không bao giờ là bên đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể thay đổi lập trường chính thức này. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn cam kết tránh sử dụng vũ khí hạt nhân và tăng cường sức mạnh quân sự thông thường. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Nga đã nói rõ mối liên hệ giữa cuộc chiến ở Ukraine và leo thang hạt nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết vào tháng 7 năm 2023 rằng Nga sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cuộc phản công của Ukraine thành công trong việc chiếm lại lãnh thổ do Nga nắm giữ trong chiến sự Nga-Ukraine. Đơn giản là không có giải pháp nào khác, ông Dmitry Medvedev nói. Tổng thống Putin cũng tuyên bố vào tháng 2 năm 2023 rằng các nước phương Tây có ý định biến cuộc xung đột cục bộ thành một giai đoạn đối đầu toàn cầu, đồng thời nói rằng Nga sẽ phản ứng tương tự bởi vì chúng tôi đang nói về sự tồn tại của đất nước chúng tôi. Và vào tháng 9 năm 2022, ông Putin nói rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện có sẵn để bảo vệ các khu vực sát nhập lãnh thổ của mình ở Ukraine. Mục tiêu của Nga không phải là khắc phục sự mất cân bằng quân sự thông thường, mà là để chứng minh rằng cuộc chiến đang vượt khỏi tầm kiểm soát và phải kết thúc ngay lập tức. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và thuyết phục người dân cũng như các nhà lãnh đạo phương Tây rằng, trước những gì đang bị đe dọa đối với các nhà lãnh đạo Nga, Moscow sẽ tiếp tục ngăn chặn thất bại. Các nhà phân tích chính sách cho rằng Mỹ có thể ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân của đối thủ nếu nước này có sức mạnh quân sự và khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản được đối thủ bị dồn vào chân tường. Điều đáng chú ý là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như hiểu được nguy cơ leo thang chiến sự Nga-Ukraine. Bởi vì chiến đấu với đối thủ có vũ khí hạt nhân như Nga là một trò chơi nguy hiểm. Do đó, Mỹ và đồng minh phương Tây chỉ dừng lại ở việc viện trợ cho Ukraine, chứ không can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc chiến này. Hay như đối với các cuộc xung đột tiềm tàng trên bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan, Mỹ cũng có chính sách mềm dẻo để tránh cuộc xung đột bùng phát. Hiểm họa khó lường từ chạy đua vũ khí hạt nhân. Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân được dự đoán sẽ ngày càng nóng lên, nhất là sau cuộc chiến Nga-Ukraine. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố phê chuẩn chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine và đưa ra những lời cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu bất kỳ quốc gia nào gửi quân đến chiến đấu trực tiếp với Nga ở chiến trường Ukraine. Theo các chuyên gia, thông điệp của Nga có nghĩa nếu phương Tây can thiệp quân sự trực tiếp vào chiến sự Nga-Ukraine thì Nga sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình. Các chuyên gia cho rằng sẽ là một sai lầm nếu như bất kỳ quốc gia nào bắt tay vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong thời gian này, khi các loại công nghệ quân sự khác đang ngày càng phát triển rất tinh vi.
Với những tiến bộ trong cảm biến công nghệ, các quốc gia có thể sớm theo dõi và đánh chặn tên lửa hạt nhân của đối phương, giúp loại bỏ vũ khí hạt nhân một cách dễ dàng hơn. Việc đẩy mạnh chế tạo thêm vũ khí hạt nhân sẽ chỉ làm sao lãng cuộc cách mạng công nghệ quân sự, khiến các quốc gia khó nắm vững những tiến bộ công nghệ để định hình chiến trường trong tương lai. Bà Ro Gottermoller, chuyên gia tại Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế tại Đại học Stanford nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, vũ khí hạt nhân chủ yếu được coi là công cụ răn đe. Những quả bom này có sức hủy diệt khủng khiếp và đem đến sự trả đũa không khoan nhượng, đến nỗi đe dọa đến sự tồn vong của loài người. Còn nhớ Tổng thống Mỹ Barack Obama từng phát biểu tại Praha vào tháng 4 năm 2009. Chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, Mỹ sẽ phải duy trì một kho vũ khí hạt nhân an toàn, bảo mật và hiệu quả. Chương trình hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân của Mỹ đang được tiến hành và đang nhận được rất nhiều sự tài trợ. Việc thay thế các tàu ngầm, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay ném bom sẽ mất nhiều hơn một thập kỷ. Nhưng quá trình này rất quan trọng để đảm bảo rằng Mỹ vẫn an toàn trước cuộc tấn công hạt nhân trong thời kỳ cạnh tranh đầy khốc liệt trên toàn cầu. Bà Rose Gottermoller cho rằng Mỹ phải đề phòng Trung Quốc. Trong vài năm qua, Bắc Kinh đã xây dựng các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở sa mạc phía Tây và ở phía Bắc, đồng thời tích lũy số lượng đầu đạn hạt nhân của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi nước này tăng gấp 5 lần kho dự trữ hạt nhân, như một số chuyên gia dự đoán, số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với số lượng trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ vào năm 2030. Ngoài ra, Mỹ cũng phải cảnh giác trước những gì Nga, một cường quốc hạt nhân có năng lực và kinh nghiệm quân sự cao, với một sự hiếu chiến của lực lượng lãnh đạo đang làm. Đáng chú ý, Nga vừa quyết định tạm thời rút các cơ sở của nước này ra khỏi hoạt động thanh tra trong khuôn khổ thỏa thuận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START, do đang có tình huống bất bình đẳng trong việc thực hiện. Điều này tiềm ẩn nguy cơ leo thang chạy đua vũ khí hạt nhân của Nga. Theo bà Rose Gottermoller, để đảm bảo an toàn trên mặt trận hiện đại hóa hạt nhân, Mỹ cần chuyển sự chú ý của mình sang cuộc cách mạng công nghệ, bởi Trung Quốc có tham vọng thống trị không gian công nghệ mới. Nước này có mục tiêu rõ ràng là đứng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo AI vào năm 2030 và đang dồn các nguồn lực đáng kể để đạt được mục tiêu đó. Nếu Mỹ không cẩn trọng, Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ trong lĩnh vực AI, dẫn đến lỗ hổng nguy hiểm về khả năng quân sự của Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có công nghệ sinh học, máy tính lượng tử và các lĩnh vực khác có thể giúp quốc gia này hiện đại hóa vũ khí chiến lược. Bà Rose Gottermoller nhấn mạnh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng loại trừ vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để đảm bảo chúng sẽ không bao giờ được sử dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, các nỗ lực trong thúc đẩy đồng thuận và hợp tác quốc tế sẽ luôn thực sự cần thiết, với hy vọng củng cố các hợp tác hiện có và thiết lập những khuôn khổ mới cho các vấn đề kiểm soát hạt nhân. Trong chiến sự Nga-Ukraine, Tổng thống Nga từng tuyên bố đến Washington rằng ông đang đẩy mạnh khả năng hạt nhân của mình lên mức báo động cao. Đó chính là minh chứng mới nhất cho thấy những chiến lược của ông Putin nhằm nhắc nhở thế giới rằng ngay cả khi nền kinh tế của Nga tương đương của Ý không nổi trội bằng Trung Quốc, thì kho vũ khí hạt nhân của nước này vẫn là lớn nhất. Trong những năm gần đây, Tổng thống Putin thường xuyên nhắc đến trong bài phát biểu của mình với các video tuyên truyền về hạt nhân. Ngoài ra, trong một chương trình tin tức nổi tiếng, Nga đã đưa ra một hình ảnh tái hiện quả ngư lôi khổng lồ. Tuyên bố vũ khí này có thể phát nổ với lực lên tới 100 megaton, mạnh gấp 6.000 lần quả bom nguyên tử của Mỹ đã phá hủy Hiroshima và biến Anh trở thành một sa mạc phóng xạ. Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh thỏa mãn với việc họ có nhiều vũ khí hạt nhân, đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không bị tấn công và sẽ duy trì khả năng tấn công trong trường hợp vũ khí hạt nhân được sử dụng để tấn công. Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc ở rìa sa mạc Gobi vào năm ngoái. Nó gây ra một cuộc tranh luận trong Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo của Mỹ về những gì mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự định, đặc biệt khi nước này vẫn nung nấu kế hoạch thống nhất Đài Loan. Ông David Albright, Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cho biết, qua chiến sự Nga-Ukraine, nhiều quốc gia đều đang tìm kiếm một chiếc ô hạt nhân. Khi họ không thể có được điều này thì sẽ nghĩ đến việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Điều này sẽ kích hoạt cuộc đua hạt nhân trong kỷ nguyên mới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và đừng quên ủng hộ chúng tôi trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin Tức Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!